Mở khóa bằng thẻ ăn từ này, mở khóa bằng remote và mở khóa bằng điện thoại bằng thẻ từ này. Sau 8 giây cửa đóng, mở khóa bằng điện thoại này. Sau 8 giây thì cửa lại đóng. Đấy, màn hình nó sẽ đối ứng nhé. Khi đối ứng xong thì nhấn nó sẽ có tác dụng một khóa bằng nút A này. Reset từ xa này. Nhấn B này. Nhấn bên B để reset từ xa nhé. Đấy. Nó sẽ tự tít. Đấy. Hoặc nhấn trên điện thoại. Đấy.